Tọa lạc tại địa chỉ số 275 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Golden Land là một tổ hợp bao gồm chung cư, trung tâm thương mại và văn phòng cao cấp, có tổng diện tích 2,4 ha với 5 tòa tháp cao từ 21 đến 33 tầng và 3 tầng hầm. Tổ hợp được tập đoàn thiết kế danh tiếng hàng đầu của Pháp, công ty cổ phần ACPL tư vấn và thiết kế. Với 700 căn hộ cao cấp, Golden Land được chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ trở thành một khu đô thị sinh thái cao tầng điển hình tại Hà Nội. Dự án có các chức năng tiện nghi hiện đại như bể bơi thông minh, gym, spa, trường mẫu giáo, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại. Đặc biệt, dự án còn có hệ thống siêu thị tiêu dùng thông minh với các mặt hàng phong phú sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân trong việc mua sắm, lựa chọn mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, tòa nhà còn có 3 tầng hầm để xe gần 40.000m2 với sức chứa 714 ô tô và 995 xe máy. Mỗi căn hộ tại đây được ưu tiên một chỗ đỗ ô tô và 2 đến 3 xe máy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin sơ lược về tổ hợp chung cư Golden Land. Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp quý báu của quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.